Akito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi, bản dịch của Ngài Minh Châu. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại, không điên cũng cuồng. Bụi mù tung ngược ruồng, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức Giả Nam Mô Phút Tha Gia còn xin được xuống mic mới mở chiếc cẩm vân và kính chào tạm biệt các quý đạo hữu trong hành. Dạ, sa hú lành thai, kính cảm ơn Vinh Quán Khá Ná. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thăng Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Kính chào Chip Nhật Quỳnh, IQ Em Đó, Âu Sóc Linh, Sip Buông Bỏ, Minh Châu Phan, Nguyễn Mộng, Thi Anh Lạc, Dina, Trang Thu. Và kính chào tất cả quý Phật tử. Cẩm dân xin ôn bài câu cấp cứu số 125. Yo Appa Đúc Thác Xá Ná Rát Xá Đúc Xá Tí Xúc Thác Xá Hồ Sát Xá Á Năng Gát Gá Nát Xá Tá Mê Quá Pa La Bát Chề Tí Pha Bằng Xú Khú Mô Rá Chồ Phá Tí Hòa Tăng Quá Khít Nô Tô Vô Áp Phá Đúc Thác Xá Ná Rát Xá Đúc Xá Tí Xúc Thác Xá Phô Sát Xá Á Nan Gá Nát Xá Tá Mê Quá Pa Lăng Pháp Chề Tí Pha Păng Xú Khú Mô Rá Chô Phá Tí Hòa Tăng Hòa Khí Tô Hòa Khí Tô Vô Ác Phá Đúc Thác Xá Ná Rát Xá Đúc Xá Tí Xúc Thác Xá Phô Sát Xá Á Nam Gá Nát Xá Tá Mê Quá Pa Lăng Bát Chề Tí Pa Păng Xú Khú Mô Rá Chô Phá Tí Hòa Tăng Quá Khiếp Tô Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không quế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng. Bụi mù tung ngược gió luồn, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính mời bàn tay của Đại Đức Tuệ Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 125. Yo appaduthasanarasaduchati suthasapposat Sa-an-nang-ga-na-sa Ta-me-wa-pa-lang-pa-che-ti-pa-pang Su-khu-mo-ra-cho-pa-ti-wa-tang Qua-khi-to Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Tại bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng. Bụi mù tung ngược gió luồn, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ.
Yoambadu tasanara sadu sati sutta saposa sa ananganasa tame wapalang bakce ti papang sukumo rajo ti pawatang wakito. Yoambadu tasanara sadu sati sutta saposa sa ananganasa tame wapalang pace ti papang sukumo raco patiwatang wakito. Yo ambado ta sanara sado sati suta saposa sa anang ganasa tame wapalang pace ti papang sukumo raco ti pau sukumo raco Batiwatang wakito. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Tina. Dạ con kính tri ân sư. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Công Pháp Cú số 125. Yo appaduttasana rasadu sati suntasa posasa ananganasa tamewa balang pacceti babang sukumura jo patiwa tangwakito. Yo appaduttasana rasadu sati suntasa posasa ananganasa tamewa balang Bacche ti papang sukumo rajo pati wa tang wakito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo ambadun than sanaran sadun sati sun than sa po san sa anang ganan sa tăng mê hoa ba lăng ba chê thi ba băng su cu mu ra chô ba ti hoa tăng hoa khi tô yô áp ba tuân thát sa na răn sa tuân sa ti sun thân sa po san sa a năng ga na sa tăng mê hoa ba lăng ba chê thi ba băng su cu mu ra chô ba ti hoa tăng hoa khi tô đời hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểu hại không điên cũng cuồng, bụi mù tung ngược gió luồn, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ xa thủ kính cảm ơn Sư Tina. Nam mô Bụt Ha Giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như quỳnh, kính chào đạo tràng, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Và hôm nay là như quỳnh phải chiêu cứu sư lý do là dạng đông thì không có rồi, quỳnh quách thanh đá thì cũng bay đi luôn. Nãy phải năng nỉ quỳnh thanh lá nắm mây mới ở lại kệ bài, chứ còn không là bỏ một mình luôn á. Cảm ơn, nên là phải năn nỉ khi chạy vào bận, mà cũng phải năn nỉ khi chạy vào. Dạ nên bây giờ mới còn 12 phút, còn 10 phút nữa, nên nếu mà Nhật Quỳnh trong lúc mà Nhật Quỳnh ôn bài mà không có vị nào, chắc Nhật Quỳnh mời Cẩm Vân và Tina lên ôn bài tiếp nha, để cho hết giờ. Cẩm Vân còn trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Khi nay còn trước máy không? Alo, alo. Có nghe thì trả lời nha, vậy là không có trước máy rồi. Mến chào Quang Thanh. Quang Thanh ơi, vô cứu bộ nhân Quang Thanh. Dạ con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 125.
Giờ áp ba đô tha sa na ra sa đô sa ti su tha sa bồ sa sa na na gạt na ga na sa ta mê qua ba lăng ba ba chê thì ba bằng su khu mô ra chờ ba ti quả tăng ba khít tô. Giờ áp ba đô tha sa na ra sa đô sa ti su tha sa bồ sa sa na ga na sa ta mê qua ba lăng ba chê thì bà bằng sư khu mô ra chờ bắt đi qua tâm qua khít tô. Giờ áp ba đô tha sa na ra sa đô sa ti su tha bồ sa sa an na na sa ta mê qua ba lăng ba chê thì bà bằng sư khu ra chờ bắt đi qua tâm qua khít tô. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con thành kính đảnh lễ để Đức Tịnh Đạt vừa quan tâm vào đạo. Giờ ập ba tháp sa na ra sa đốt sa ti su tha sa bô sa sa nan na Gana sa ta mê qua ba lăng ba chê ti ba băng su khô mô ra châu ba ti qua tâm qua khít tô. Giờ ấp ba đốt tha sa na ra sa đốt sa ti su tha sa bô sa sa nan na na sa ta mê qua ba lăng ba chê ti ba băng su khô mô ra châu ba ti qua tâm qua khít tô. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng, bụi mù tung ngược gió luồng, khổ đau dầu lợi bằng muôn bằng ngàn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Và Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và mời bạn tay đặng bữa nay mời bạn tay Quang Thanh. Quang Thanh ơi, bữa nay Rạng Đông không có mặt mà chú Quang cũng bay luôn rồi. Dạ cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ mời bạn trai Rạng Đông, mời bạn trai Quang Thanh nha. Dạ Quang Thanh đưa tay lên đi, Nhật Quỳnh sẽ post bài ra. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 125. Yo badut thát sana rat sadut sati sut thát sabo sat sa a nang gan a nang gan na sat tà mê hòa bà lăng bách chê ti bà bằng su khu mô ra chỗ ba ti hòa hòa khí tổ. Rô áp ba rút thát sa na rát sa rút sa ti sút thát sa bồ sát sa an năng ga nát sa ta mê qua bà lăng bách chê ti bà bằng su khổ mô ra chỗ ba ti quả tăng qua khi tổ. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Đấy của bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Rô áp ba đun thần sa na ra sa đút sa ti su than sa vô san sa năng ga nát sát sa
Ta mê qua ba lăng bạch chê tí ba băng su khổ mô ra chú ba tí. Dạ mời Quang cầm mic lại Quang Thanh ơi, hết nghe rồi. Nam mô Bụt Tha Gia, dạ Quang Thanh rất mít rồi, không thấy Quang Thanh trở lại. Dạ cảm ơn cảm vân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Gia, còn một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bây giờ Quang Thanh cầm mít được không? Alo Quang Thanh, thử cầm mít coi được không nha. Vậy là mạng của Minh Hoàng Thanh yếu quá rồi, không có cầm mic được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia, dạ con thấy cũng còn có mấy phút nữa mà con đã thấy Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Dạ con xin phép. Nam Mô Bụt Tha Gia, dạ con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh 125. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quang Thanh, Thi La và Cẩm Vân đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ con kính Đại Đức Tịnh Đạt, dạ sư có sẵn sàng chưa bà sư? Nếu sư có sẵn sàng rồi, sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải hữu vận câu pháp quốc kinh số 126. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, Nhâm Phương Lộc Gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được
Tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng Nhật Quỳnh. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ đạo tràng, tại đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận câu pháp cú 126. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con lễ chư tăng thượng tọa Tri Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tỳ Đức cùng chư quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 126 do thượng tọa Tri Quyền thuyết giảng. Trước khi đi vào nội dung chính bài học thì chúng ta sẽ sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 126 này. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, nội dung của câu kệ ngôn Pháp Cú số 126 như sau. Gappame ke upacanti nirayang baba kamino sakang sugati no yanti parinipanti anasawa gappame ke upacanti nirayang baba kamino sakang sugati no yanti parinipanti anasawa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như bản nghĩa văn xuôi của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân. Một số sinh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào địa ngục, những người có hạnh lành đi đến cõi trời, các bậc không còn lậu hoặc viên tịch niết bàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và chúng ta sẽ đi vào ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 126 này. Câu thứ nhất đó là Gappa me ke upacanti. Gappa me ke upacanti. Gappa me ke, chúng ta có từ là gấp thăng cộng với lại e ke. Gappa e ke. Gappa có nghĩa là bào thai. Bào thai. E ke là một số, một vài. Gappa me ke, một số, một vài. Upacchanti, upacchanti, sanh lên. Sanh lên. Upacchanti, sanh lên. Câu thứ hai, Nirayang Babakamino. Nirayang Babakamino. Nirayang có nghĩa là địa ngục. Có nghĩa là địa ngục. Một trong bốn cõi khổ. Babakamino. 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 Papa cộng với là kami. Papa là cái việc ác xấu. Kami thì nó xuất phát từ cái từ kamma là nghiệp hành động. Nhưng mà nó cộng thêm một cái tiếp vị ngữ chỉ sở hữu.
căm má cộng y, cho nên chúng ta có cái từ là căm y, chỉ sự sở hữu là cái người có cái việc làm, có cái hành động, cái người có cái việc làm, có cái hành động. Papa là ác xấu, là chúng ta có cái từ papa camino hay là papa cami, người có cái việc, có cái hành động ác xấu. Câu kế tiếp là câu thứ ba, sakkan sugati no yanti, sakkan sugati no yanti, sakkan sugati no yanti. Sakkan có nghĩa là cõi trời, cõi trời. Sugati no, sugati no, chúng ta có cái từ là sugati no là cái người có cái hành động, có cái hạnh, có cái hạnh tốt, hạnh sống, cái hạnh lành. Một người có cái hạnh lành, người có hạnh lành. Sugati, sugati, sugatino, người có hạnh lành. Yanti, yanti là đi đến, yanti là đi đến. Câu cuối cùng, câu thứ tư, parinipanti anasawa, parinipanti anasawa, các bậc không còn lộ hoặc viên tịch niết bàn. Parinipanti chúng ta có từ parinipan, parinipati, parinipan là viên tịch, mình chúng ta gọi là cái viên tịch niết bàn, tại vì tiếng viên tịch ở chữ viên là hoàn mãn, hoàn trọn vẹn đó, thì nó là chữ pari. Còn cái chữ nippati, nippanti đó thì nó là cái sự lìa khỏi hay là mất đó. Một cái vị mà sau khi mất mà một cách trọn vẹn, đầy đủ, không còn dư sót cái gì nữa thì mới gọi là parinippanti, viên tịch niết bàn, viên tịch. Anasawa, anasawa là không còn lậu hoặc. Chúng ta có cái từ là asawa là lậu hoặc, còn kết hợp với lại cái tiền tố aná, aná là cái phủ định lại, hay là không còn, không còn lậu hoặc, bậc không còn lậu hoặc, cái vị hay là cái bậc không còn lậu hoặc, không còn phiền não. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 126. Một lần nữa, nội dung câu kệ ngôn pháp cú 126 có nội dung như sau. Gappa me ke upachanti nirayang baba kamino sakkan sugati no yanti parinippanti anasawa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: nhiều kẻ sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tịnh cư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ thì chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ giảng giải về ý nghĩa cũng là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 126 này.
Dạ, một lần nữa xin kính chúc đại chúng có một cái buổi học pháp được nhiều lợi ích. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cũng con xin cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn của nhiều bình cũng để chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tịnh Đạt, Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhavanta Abhivade Misokato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nguyện tịnh thân cầu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhà quy lực Tam Bảo hàng giáo hội định chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 126. Câu pháp cú số 126 này là một câu chuyện hết sức xúc động, mà kính thưa quý vị, sở dĩ như thế mà qua đó cũng nói lên được, để chúng ta biết được quả thật trong cuộc đời này cái việc làm ác hết sức là nguy hiểm, cái việc làm bất thiện hết sức là nguy hiểm. Và nếu như chúng ta không hiểu một cách rành mạch, không hiểu một cách rõ ràng mà chúng ta đổ thừa hoàn cảnh thì tội nghiệp cho người ta. Và vì vậy như thế chúng ta sẽ gây ra nhiều cái sự đau khổ. Câu chuyện kể rằng, đây là câu chuyện mà gọi là thợ kim hoàn và một tỳ với tỳ kheo và con ngọc, hay là có con chim á, con chim gọi là con chim, coi như là con chim ưng vậy đó, ví dụ như vậy đó. Thì khi Đức Phật ngài ngụ tại kỳ viên tịnh xá đó, liên quan đến trưởng lão Tích Xá, trưởng lão Tích Xá này, và nó liên quan đến một cái gia đình nhà thợ kim hoàn. Trưởng lão Tích Xá này thường đến nhà của thợ kim hoàn để khất thực. Trưởng lão đã thọ thực xong thì hàng ngày đi đến thọ thực tại nhà, cứ đi đến lấy bát suốt 2 năm. Và hai bà thợ kim hoàn này rất là tận tình và xem đó cũng như là bổn phận để có sự cúng dường, xem như cha mẹ. Thì một hôm á, khi đang ngồi chặt những cái món thịt, thì trưởng lão ngồi đối diện thợ kim hoàn đó, khi đang làm bột thịt, khi đang làm thức ăn, thì thợ kim hoàn cứ làm vậy và vị trưởng lão này ngồi chờ, thì để một cái viên ngọc của vua ở gần nơi đó, mà cái người thợ kim hoàn này được vua sai làm cho mình thì rất là cẩn trọng để tại đó, và không ai biết, chỉ có vị trưởng lão này. Thì không ngờ là cứ làm mãi mê làm như vậy thì cũng có một con ngỗng ấy, trong kinh nói tức là có một con ngỗng nó ở và nó lao xuống để mà nó cắp đi. Và sự tình thì nó phải đón như thế này, thì khi mà trong thời gian mà ông ta làm cái viên ngọc trang điểm này, nó có một cái lực phải tra, tức là phải có những cái lỗ, có những cái khóe để mà bịt, để mà bọc lại cái viên ngọc. Mà ông ta thì tay thì cũng dính máu, mà thì ông ta mới đi vào trong để rửa tay. Thì cái viên ngọc để ở gần cái chỗ đó chỉ có vị trưởng lão thôi. Thì ông ta đi vào, ông ta rửa tay, để ra ông ta cất cái viên ngọc đó. Thì kính thưa quý vị, lúc đó con chim, con ngỗng nó lao xuống. Con ngỗng này như là chúng ta gọi là ngỗng trời hay là chim trời đó, thì cái thứ này nó ăn thịt, thì nó thấy miếng thịt, nó kề bên miếng thịt thì nó xuống, nó gấp
thì cùng với viên ngọc luôn. Thì quả thật thấy trước mắt cái vị trưởng lão này, mà con ngỗng này, con ngỗng, xin lỗi, cái ngỗng này á, ở trong nhà nuôi chứ không phải là ngỗng trời, nuôi ở trong nhà, nuôi ở trong nhà. Quý vị biết ngỗng ngang không? Tôi kêu là ngang. Con ngang á là con vịt, mà cũng người Nam kêu là ngỗng, ngỗng với ngang. Con ngang á là con, là con ngỗng, còn con vịt thì còn miền Bắc ta kêu là ngang, hay ngỗng là vịt. À, nó cũng cũng có nhiều cái cách gọi. Thì chính vì ông ta nuôi như vậy, và con ngỗng thì nó rất là, nó giữ nhà nó cũng khôn lắm. Và cái thứ đó thì nó ăn, ăn ốc, ăn thịt, ăn cua, ăn tép. Dạ. Thì kính thưa quý vị, vị trưởng lão đó đó, thấy cái con ngỗng nó nuốt vô rồi. Thì ông ta đi ra, thì ông ta tìm cái viên ngọc không có. Ông ta tức, ông ta nghĩ ông ta để đây, chỉ có vị trưởng lão và ông ta với bà vợ của mình. Và thế là ông ta hỏi trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão không có lấy. Và kính thưa quý vị, thì ông chồng nghi ngờ vị trưởng lão nói cho bà vợ nó không tin tưởng nơi ngài. Và cuối cùng thì ông ta mới tức, tại sao mà chỉ có ngài với ông ta mà tại mà mất. Thì là thế là ông ta đánh đập tra tấn ngài một cách dã man. Ông ta cột trói lại đánh đập ngài, máu nó tuôn xối xả, và mắt của ngài đau quá, ngài mới lăn ra. Thì máu, con ngỗng nó thấy máu nữa thì nó mới lao tới. Thì lúc đó đó, vì đang bực bội đánh đập vị trưởng lão, nó mới đánh, đánh qua một, tức là ông gạt con ngỗng qua một bên, thì con ngỗng đó, nó chết, nó lăn ra nó chết. Khi con ngỗng nó chết đó, ngài biết chắc con ngỗng nó chết, thì ngài mới nói, ngài biết con ngỗng nó chết và ngài xác định rõ con ngỗng nó chết, và ngài nói thật sự thì tôi không có lấy, mà chính là con ngỗng nó đã, nó đã nuốt cái viên ngọc này rồi. Thì khi đó đó, thợ kim hoàng này cũng khiếp giật mình, nó con ngỗng thì mới mổ bụng con ngỗng ra, thì có một cái viên ngọc nằm trong đó. Thì trưởng lão, thì thợ kim hoàng hai bên mới hối xin lỗi ngài. Trưởng lão nói một câu nghe cũng rất là chỉ tình. Tất cả không phải tại ông, mà tại linh hồn tôi chịu trách nhiệm việc làm này. Sở dĩ tôi không nói bởi vì tôi cũng tha cho chính con ngỗng, là chính cái nghiệp của tôi phải đối diện. Thì trưởng lão này, nghĩ về trưởng lão này mới sám hối ngài, là ông không sao hết, cái này chính đối diện với nghiệp của tôi. Thì kính thưa quý vị, thì khi đó đó, con ngỗng nó mới đối diện cái xin lỗi, thì hai ông bà thợ kim hoàng này mới xin ngài hàng ngày cứ đến để nhận lễ cúng dường. Thì ngài mới trả lời, kể từ nay tôi sẽ không bước chân vào nhà bất cứ ai, tôi nguyện như thế. Vì đã vào nhà và đã gây một tai hại như thế, từ nay trở đi, tôi đi trên cái đôi chân của mình, tôi chỉ nhận thức ăn trước cửa nhà mà thôi. Và kính thưa quý vị, và trưởng lão đã quyết giữ gìn một cái sự thánh minh của mình như vậy, và người nói lên và kể, thức ăn nấu cho người trí, một chút ở đây, ở đó ở đây, từ nhà nọ nhà kia ta nhận vật tính trí, tính khắp mọi miền qua, khi đôi chân còn bền bỉ, thì chẳng bao lâu thì trưởng lão này nhập niết bàn, vì cái sự đánh đập của, tức là vì sự đánh đập của kia, người thợ kiếm hoàng này. Và sau khi ông
ông Thầy Kim Hoàng này chết, tái sanh vào địa ngục. Thì các tỳ kheo mới nói về cái bạch về cái chuyện cho Đức Phật. Thì Đức Phật nói này các tỳ kheo, ở trên đời này một chúng số chúng sinh đó, khi mà tái sinh lập nhập lại và thai bào, người có người ác thì đọa địa ngục, người thiện lên cõi trời, người hết lậu hoặc thì đăng nhập niết bàn. Cho nên Phật nói câu một số sinh thai bào, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện này chúng ta mới thấy ở trong cuộc đời này không có những chuyện gì mà chúng ta thấy chúng ta như chắc như nịch như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà có thể làm được, chúng ta không thể nào mà có thể giải quyết được, chỉ có như thế. Chứ còn tất cả bằng cái nhìn, bằng cái nghe, bằng cái thấy của mình, nó là chưa chắc là chính xác. Mà thường thì chúng ta nghe, chúng ta thấy cái điều này, nghe cái điều kia, thì chúng ta thích bàn tán, chúng ta thích nói như thế này, nói như thế kia. Nhưng thật sự ra, khi chúng ta hiểu biết được, thì nó đã muộn. Chúng sinh đó thường chạy theo cái gì? Chạy theo cái thấy, cái nghe. Như chúng ta thấy, đối với Thời Kim Hoàng này, cái sự tình Mộng Tá Nghi bị trưởng lão là thấy hợp lý. Tại vì chỉ có ông ta và vị trưởng lão, vị trưởng lão này vì không muốn con ngỗng nó chết chứ không thể nói ra. Mà đối diện với cái nghiệp chính mình, và khi đối với cái nghiệp quả của chính mình như vậy, vị trưởng lão này hết sức hết lòng đối diện, không phải tại người, không phải tại ai, mà tại nghiệp luân hồi. Bởi vậy cho nên mỗi việc làm, mà mỗi hành động, mà mỗi suy nghĩ, chúng ta phải có một cái sự cẩn trọng. Sở dĩ mà chúng sinh đau khổ là do cái gì? Do cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Cho chúng sinh tầm cầu, do chúng sinh hướng tâm tới mà mới đau khổ. Đừng bao giờ nhìn người mà hãy nhìn mình. Tại sao chúng ta cứ nhìn người thì chúng ta không thấy, mà chúng ta lại nhìn người là một chuyện, chúng ta nghe theo người, chúng ta chạy theo người, giữa cái thấy cái nghe đó chúng ta chạy theo người. Nhưng cái thưa quý vị, tất cả vô tình chúng ta tạo cái nghiệp ấy, tất cả không chạy qua, không bay qua cái nghiệp của mình. Sở dĩ mà trưởng lão này bị như thế thì từ tiền thân cũng đã từng đánh đập người, từng đã du oan cho người, chứ không phải là một chuyện bình thường. Mà cái nghiệp du oan giáo hòa cho người như vậy mà ngày hôm nay phải chịu. Nếu chúng ta tu thì mọi việc nó khác, còn nếu chúng ta không tu thì mọi việc nó khác. Khi cái việc ác mà chúng ta cứ dồn dập nó, đến một lúc chúng ta phải trả quả nó. Mà khi trả quả rồi thì hết thuốc, không thể nào mà sự tình có thể giữ đi, giải quyết được. Tất cả không thể giải quyết được. Bởi vì sao? Bởi vì sự tình trên cuộc đời này không còn cách nào. Bởi vì cho nên chúng ta phải nhớ, trong cái độ luân hồi của mình, những thiện ác lớn nhỏ thì nó đều là cấu tạo, tạo thành một cái điều mà quan kết, không phải tự nhiên, mà đó chính là những niềm đau nỗi khổ. Cái tâm của hai ông bà Thời Kim Hoàng này rất là tốt, nhưng chỉ vì một việc, một điều hiểu lầm, hiểu sai, nó sinh ra như thế. Đâu có chuyện gì, nhưng tại sao nó lại như thế? Thì tự chúng ta phải có một cái hiểu biết một cách rõ ràng, tự chúng ta phải hiểu biết một cách chân chính, thì mọi việc nó là chân chính. Nhiều khi chúng ta vui, buồn, giận hờn, đau khổ, tất cả chúng ta chỉ chính mình thôi, không đại do ai. Khi chúng ta nghe một điều gì, khi chúng ta thấy một điều gì, chúng ta nên có một cái sự tư duy, có một sự suy xét, thì nó là một chuyện khác. Còn tâm tư không suy xét
nó lại hơn. Người ta nói rằng tam sao thất bổn, sau ba lần là chắc chắn cái bản nó sẽ dị biệt, sau đi chép lại. Còn cái nghe, chúng ta vừa nghe cái chuyện như thế, chúng ta nói lại cho người thứ hai, người thứ hai nói bằng một cái tâm ghét thương, chết nữa. Người thứ ba, người thứ tư, rốt cuộc cuối cùng nó là một chuyện mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe nó khủng khiếp. Chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là mình không làm, mà hãy nhìn lại chính mình có làm hay là không làm. Đây chính là nói lên cái gì? Cái trên cái giá trị sự thật. Rồi chúng ta có thật sự, chúng ta có thật sự tâm tư được tĩnh lặng không? Tâm tư chúng ta có sự tu tập tốt đẹp không? Đó chính là mình. Mình phải biết làm chủ cái gì? Cái bổn mạng của mình, hay là lời nói, hành động của mình, sự suy nghĩ của mình phải làm chủ. Mà mình biết mình làm chủ như thế nào, kính thưa toàn thể đại chúng. Làm chủ trong cái, trong cái việc nghe, trong cái việc thấy, trong cái việc suy tư của mình. Cái này phải tập cái tánh nè. Bớt nghe, bớt thấy, bớt nói thì đỡ đau khổ. Nghe nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều lại càng đau khổ nhiều. Thấy không? Không ai có thể cứu cho ta, không ai có thể giúp cho ta bằng chính ta. Bởi vì trong cuộc đời này, người đã làm cho ta đau khổ, người đã làm cho ta buồn khổ không phải là tự nhiên, mà đó chính là một cái điều nhân quả mà chúng ta tạo. Một cái việc đó chúng ta phải cẩn trọng, không phải đơn giản mà chúng ta gây ra một điều đó rồi nó vượt qua đâu. Tất cả phàm sở hữu tướng giai tụy hư vọng, chúng ta nhìn cái tướng trạng nó để lại tất cả hết, hành động, việc làm, sự suy nghĩ của mình. Mặc pháp của kinh, chúng ta nhớ câu đầu tiên dạy đó, nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Nó ở đó đó quý vị, chứ nó không có đi qua. Rồi cũng vậy, nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Sự tình trong cuộc đời này nó đến nó đi, cho theo cái duyên cái nghiệp của nó. Khi mình bị khổ, mình phải đối diện sự thật mình đang khổ, và mình quán niệm sự khổ, cũng đừng có chấp thủ, cũng đừng có tự cho mình là đúng, tự cho mình là sai gì cả, mà hãy chấp nhận cái khổ đó. Khi cái quả nó đến phải đối diện với cái quả, không thể chạy sai được. Cho dù bay vút lên trời, cho dù đại biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu, đã gieo hành động đã tạo tác, lời nói suy nghĩ đã kết sẽ đau khổ vô cùng. Mình đau khổ gây cho người thêm đau khổ. Không có một sự tự nhiên, mà chính là do cái tấm lòng tham của con người mình, do cái tấm lòng suy tư của con người mình mà chúng ta phải chịu như thế. Không phải tại ai, không phải tại anh, không phải tại tôi, không phải tại ai tất cả, mà tính tại do mình.
chúng ta nhớ đây là sự thật. Không có đổ thừa hoàn cảnh. Tôi khờ quá, tôi ngây thơ quá, tôi hiền quá, vân vân. Tất cả là cái nghiệp duyên nó đã như thế. Cho nên mình nhớ biết được cái nhân và tránh né cái quả. Biết cái nhân, cái nhân này chúng ta làm ra nó như thế nào, và chúng ta sẽ không phải gọi là gánh cái quả. Hai ông bà thợ kiếm quả này mà hiểu được tấm lòng, hiểu được cái tinh thần của vị trưởng lão Tích Xá này thì còn nói gì nữa. Nhưng trưởng lão Tích Xá biết rằng con ngỗng nó ngậm cái viên ngọc. Nếu bây giờ mà nói con ngỗng thì con ngỗng sẽ chết. Trên cái nhìn của chúng ta đó, cái phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ đổ thừa, chúng ta sẽ đẩy đưa cho con ngỗng ngay. Còn không nữa chúng ta cũng tìm mọi cách để thối thác. Nhưng trên tinh thần của các bậc trí tuệ, đối diện với cái nghiệp của mình, những chuyện gì nó đã kết quả rồi, phải trả quả. Mà trả quả thì không, nó tương tác theo cái hành động của mình đã tạo. Khi nhìn một cách đơn giản thì chúng ta thấy tội nghiệp, nhưng truy căn truy cuồng hoặc truy cội thì không có đơn giản như những gì chúng ta có suy nghĩ đâu. Quý vị vẫn còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn Châu Phan. Bây giờ trong cái thời buổi dịch bệnh đầy khó khăn và khổ đau này, đầy dịch bệnh khó khăn và đau khổ, kính thưa quý vị, chúng ta tránh, chúng ta né cái bệnh được không? Được và không. Được ở đây chúng ta cũng biết là do cái duyên, cái phước của mọi người. Và không phải mọi người bị bệnh đều là một cái nạn, mà đó cũng chính là đã vượt qua, đã trải qua thì sẽ không ít bệnh hơn lần sau nữa. Chứ còn thí dụ như bây giờ này, cái dịch bệnh nó là một sự cộng nghiệp với nhau. Và có những người nếu như có cái phước thiểu bệnh là họ sẽ ít bệnh, họ sẽ không bệnh. Có những người gần kề, cả một trong gia đình như vậy, cha mẹ ông bà bệnh, con nó bệnh, vợ chồng con bệnh mà chồng không bệnh, chồng con bệnh vợ không bệnh, hay ông bà không bệnh, cái điều này chúng tôi thấy thật như vậy. Là tại sao như vậy? Ở chung trong nhà mà hơi thở này thở ra thở vô, gặp dịch bệnh COVID là rất là nguy hiểm. Gặp dịch bệnh COVID rất là nguy hiểm. Nhưng sao? Nhưng còn cái duyên, cái phước của mọi người này, chúng ta thấy không phải ai cũng bị hết. Chúng ta nói rằng, cho rằng nó cái kháng thể, mà cái kháng thể đó nó mạnh ngay lúc đó. Có nhiều người rất là mạnh. Như sáng nay chúng tôi có lễ cho một người hầu trăm ngày rồi. Thế người đệ tử này cứ tướng khỏe mạnh, to con, cao lớn, nhưng bệnh và chết luôn. Khi mà nhập viện và thế là họ chết luôn, chết trong cái sự ngỡ ngàng của gia đình. Mà không phải một người này mà nhiều người khác như thế. Bây giờ bệnh một cái là tiễn đi, không có người thân, không có càng trống, không có kinh kệ, không có sư thầy gì cả, mà đối diện với cái quan tài của mình, và rồi mình đưa vào lò thiêu, chỉ nhận lại là cái tro cốt. Thì kính thưa quý vị, cái việc ác kết quả ác, việc lành kết quả lành, hay là nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen,
kết quả vừa trắng vừa đen. Có đâu phải đối diện sự thật đó. Chúng ta biết chúng ta đang bệnh, chúng ta đang khổ, đó chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh đây chính là cái nghiệp đen. Còn khi chúng ta đang được đầy đủ, đang được tốt đẹp, đó là chúng ta có nghiệp trắng. Rồi đời con người không phải lúc nào cũng khổ, không phải lúc nào cũng sướng, không phải lúc nào cũng thành tựu được. Mà cái đoạn đường đi trên có lúc bằng phẳng, có lúc gồ ghề, có lúc ổ gà, nó dằn, nó sốc. Và kiếp sống luân hồi nó là như thế. Mình làm quá nhiều cái điều ác hơn là làm cái điều thiện, cho nên mình không có thể lựa chọn được. Hay khi mình đã đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, hay đến cái lúc mà mình chấm dứt cái tuổi thọ, thì chính trong kinh văn cũng đã dạy, một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân giàu có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh đứng nhìn thôi, không thể cứu vớt được, không thể cứu vớt được. Và phải nói rằng là trên cái tâm phàm phu của chính mình coi mọi chuyện này nó là cái chuyện bình thường. Tại sao không giải quyết chỉ con ngỗng là ngỗng nó chết liền? Thì coi như là đã bắt con ngỗng lại, mổ bụng con ngỗng ra là biết có cái viên ngọc trong đó, chứ cần thiết gì mà mình phải chịu đánh chịu đập. Chúng tôi xin nhắc lại chỗ này. Trên cái nhìn của các bậc thánh thì chúng sinh đau khổ là đồng nhất, không có sự phân biệt là con ngỗng này nó bị chết là phải và con người mới được sống. Mà các ngài có cái tâm từ tâm bi nó đồng nhất. Khi cái sự tu tập như vậy, cái sự thương chúng sinh như vậy, và ngày tích xá không có chỉ con ngỗng, thì chúng ta không thể lấy cái tâm phàm phu của mình mà so với các bậc thánh, hay là cái tâm của người tốt, cái tâm của mình tốt và cái tâm của người ta nó đê tiện, nó xấu xa. Giữa hai cái hình thái này không có thể so sánh được. Bây giờ cái sự suy nghĩ của một người đa văn quảng kiến nó khác. Suy nghĩ của một người thiểu học, ngu si thì nó suy nghĩ khác. Lạ vậy đó quý vị. Một người đa văn quảng kiến một người đa văn quảng kiến, người ta nhìn mọi sự việc nó một cách khác. Một người thiểu trí nhìn sự việc nó một cách khác, không thay đổi. Cho nên chúng ta tu là ở chỗ này, nhìn mọi việc nó là vô thường, đối diện với nhân quả thì nó sẽ trôi qua hết tất cả. Mình đừng gây cái nhân đau khổ thì sẽ không gặp cái quả khổ. Và mình cũng đừng nhìn ở một góc biên bờ ít của chính mình thì mọi việc nó là khác. Còn mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình đụng bằng một cái giác quan, bằng một cái tri giác của chính mình, mà cái tri giác đó nó bị phân biệt, nó bị cảm tính, hay nó bị ái luyến, nó bị ghét thương, nó bị giận hờn, nó bị bực bội, nó bị khó chịu, thì chạy theo cái bực bội khó chịu, chạy theo cái ưu ái, cái phân biệt. Đây là người tôi thân, đây là người tôi quen, đây là người tôi như thế này, người của tôi như thế kia, thì thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bộ hồn nó cũng méo. Khi mà bực bội khó chịu thì nó sẽ bóp méo, nó sẽ hư chuyện. Thì không phải là đơn giản như vậy. Thì chúng ta đối diện với nó, Hãy cẩn trọng trong mọi hành động, hãy cẩn trọng trong mọi việc làm.
cái chúng sinh đó, mà sinh thiên giới, Đức Phật nói như là sừng bò, mà chúng sinh mà đọa địa ngục nó như là lông bò. Cho nên một số chúng sinh mà nhập vào thai bào là người hay là chúng sinh, rồi cả khác thì nó đọa vào địa ngục rất nhiều, quá nhiều. Hỡi thiện tâm, thiện căn thì sanh về thiên giới. Chỉ có bậc thánh thì ngày chứng đắc niết bàn, thống nhất sanh tử, không còn khổ đau nữa. Cuộc đời không còn vui, cuộc đời không còn buồn nữa. Cái buồn, cái vui đó nó không có. Cái tâm tốt của con người rất khó tìm, mà cái tâm ác của con người, ác xấu của con người thì rất dễ tìm. Cho nên kinh sừng bò dạy, tức là người sanh thiên giới sau khi chết như là bò, mà người sanh ác giới có như đọa xứ địa ngục như là lông bò. Cho nên ở đây cái lông bò hay là cái sừng bò là do mọi người, do mọi tâm tư của chúng ta. Không ai bắt chúng ta làm việc, cũng không ai bắt chúng ta làm việc ác. Cái thiện ác này là do tự mình khởi sanh tạo tác, không bà con quyến thuộc, không người thân làm cho mình tốt, làm cho mình nghĩ đúng. Mình làm nghĩ đúng hay sai, chính tà đó là do mình. Chỉ một cái câu chuyện đơn giản nó để lại cho chúng ta một cái ý niệm thật sự là to lớn. Trong cuộc đời này, chúng ta đừng bao giờ đùa với nghiệp quả. Đừng có đùa với nghiệp quả. Cái người làm ác á, họ rằng không cho có quả, không thấy quả. Đến khi cái quả nó tới thì rất khóc lóc, tức tưởi, khổ đau. Thì đã muộn. Mình hay lắm mà, mình giỏi lắm mà, mình đẹp lắm mà, mình tốt lắm mà. Tất cả là tưởng trạng thôi. Rồi tất cả chúng ta phải đồng nhất, phải chịu như vậy đó quý vị. Phải chịu như vậy đó. Quý vị là những người làm cha làm mẹ, xem những đứa con, xem những người con, có những người bạn, tại sao mình dị biệt khác nhau? Tại cũng do cái nghiệp duyên đó, nó khác khác nhau. Có những đứa con hết sức là ngoan, có những đứa con hết sức là giỏi, có những đứa con hết sức là ngu, có những đứa con hết sức là dở tệ. Cái khôn ngoan mẫn tuệ, con người nó khéo léo, con người nó nhẹ nhàng, con người nó đẹp đẽ. Rồi có những đứa con hết sức là xấu xí, hết sức là thô kệch và hết sức là tội lỗi, cũng dính do nó đã tự tạo. Chứ cha mẹ không sanh ra, cha mẹ là sanh ra con người, chứ không thể sanh cái tâm tốt, tâm xấu của con người. Quý vị thấy lạ không? Cha mẹ không có sanh ra mình bằng cái tâm tốt, tâm xấu. Sanh ra mình hình hài thể xác này, nhưng cái duyên phước là mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Mà chính vì mỗi chúng sinh có nghiệp riêng đó, cho nên chúng ta là chủ thể của nghiệp. Mà chúng ta thừa tự cái nghiệp đó, nó là thai tạng để tái tục. Và nó cũng là chính là cái điều mình mang theo trong suốt độ luân hồi. Làm lành, ác phải hưởng quả lành. Làm ác, phải chịu ác.
Có đôi khi chỉ một sự mong muốn, một cái điều gì đó mà chúng ta bất chấp thủ đoạn, chúng ta bất chấp những cái điều đau khổ của người mà chúng ta làm, thì kính thưa quý vị, chúng ta tưởng đâu là nó không có, nó không có quả sau, tưởng là nó không có, có kết tụ sau. Nhưng tất cả những hành động, lời nói, suy nghĩ của mình, nó là một sự đông đảo, như là một cái máy tích tụ, giữ những cái dữ liệu nó gom ở đó, và nó ở đó đến khi có dịp, đến khi đầy đủ cái duyên của nó phát khởi, và đầy đủ cái duyên của nó sinh ra. Nó như thế đó. Ngài Tích Xá này không phải đơn giản là một người có cái tâm tu tốt đẹp, thiện hiền như thế, nhưng cũng không thể tránh né được một cái quả mà mình đã tạo từ tiền thân. Đó là chúng ta biết. Cho nên đừng bây giờ nói tôi vô tội à. Không có vô tội. Tại sao mà tôi bị như thế, tại sao bị như thế kia? Không có đơn giản. Tất cả đều là có cái nhân, có cái nhân quả. Nó khởi sự, khởi duyên. Tốt xấu gì đó là do chính mình. Tốt hay xấu là do chính mình. Và chính mình thừa tự với cái nghiệp đó. Mà chính đây là lời mà vị trưởng lão Tích Xá này đã khẳng định cho ông bà Hạng Bạc ở Kim Hoàng. Không phải tại người đâu, mà tại tôi. Tại tôi cái gì? Tại tôi trong độ luân hồi đã gây nhiều tai ương như thế. Thì người ta nói rằng làm ơn mà mắc oán, đó là câu nói, nhưng điều mà cũng là cái nghịch duyên. Thì nghịch duyên thì trả cho nó hết cái duyên. Thì cái nào cũng vậy, nghiệp là phải trả, vay là phải trả. Và trả báo, trả quả như vậy thì không thể nào mà tránh khỏi được. Thì như đã nói, bay trên trời, trụ dưới biển, ở rừng sâu, tất cả không bay qua nổi cái gì, cái nghiệp quả của chính mình. Mà khi chúng ta, đây là một bài học để tất cả mọi người kinh nghiệm, để không tạo tác những hành động, lời nói và ý suy nghĩ mình có thể tốt, mình có thể xấu, nhưng chúng ta biết nghe, chỉ biết nghe, đừng có bàn cái chuyện của người, thấy cái chuyện của người, thấu chuyện của người, nghiệp của người. Đừng bao giờ chê trách người ta, chê người ta như thế đó, người ta như thế này, như thế nọ, nhưng chính chúng ta đụng vào, chúng ta làm còn hơn đó. Khi cái tâm bực bội, cái tâm ác xấu của mình khởi lên thì nó nguy hiểm cực kỳ. Đừng có nghĩ rằng mình tốt, đừng có cho rằng mình tốt, mà hãy biết rằng mình đang thiện tâm hay đang ác tâm, mình đang giữ gìn cái điều tốt đẹp hay là cái điều xấu xa. Nó là như thế. Chứ còn bây giờ tôi nghe Phật tử Châu Phan nói thế này, tôi nghe cô Nhật Quỳnh như thế kia, và tôi nghe cô Quan Nguyệt như thế nọ. Cái nghe của mình là nghe. Mình nói là cái chuyện đó. Tại sao sư Tịnh Đạt nói như thế này, và sư Thể Đức nói như thế kia, tôi nghe như thế này, tôi Tọa Minh Hạnh nói như thế kia. Tất cả là nghe và thấy theo cái tâm của mình. Hãy phân biệt rõ. Thấy bằng cái sự buông bỏ, nghe bằng cái sự buông bỏ, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Tất cả có cái nghiệp riêng, mà không ai có thể lãnh, không ai có thể no cho ai được, không ai có thể lớn khôn hơn cho ai được, không ai có thể buồn cho ai được, không ai có thể vui cho ai được. Bởi vì mọi người nó có một cái nghiệp riêng riêng của tất cả. Và trong cuộc đời này còn trầm luân, còn sanh tử, đau khổ hiện hữu, để chính chúng ta còn đau khổ. Mà cho nên Phật hãy khuyên tất cả chúng sinh hãy cố gắng thành tựu để chấm dứt sanh tử khổ đau. Cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn, cuộc đời đầy khổ đau là như thế.
Và trong vòng luân hồi này, mình bớt tạo cái nghiệp ác, mình bớt tạo gây ra đi những tố, những điều ác xấu, thì mọi chuyện nó tốt. Còn nếu như chúng ta không tỉnh thức và chúng ta gây ra, thì nhiều đau khổ sẽ khởi sanh lên cho mình và cho người. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày và câu Phật cú số 126 và duyên sự của ngài Tế Sa cùng thợ Kim Hoàng cùng với con ngỗng là như vậy. Không có điều gì sẽ tất kính ngưỡng mong toàn thể để chúng hoàn thiện cho. Kính chấp nhất thời gian trước nơi đây, trước khi nhất lời kính nhân Phật Phật lành để được lời để tất tiêu đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bồ Đức, chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh ở tại chùa, các vị long thần hộ pháp tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa. Và kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn gặp nhiều cái sự an lành, gặp nhiều cái sự thuận may trong cuộc đời, trong vòng luân hồi đầy khổ nạn này. Và kính chúc quý vị an lạc. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, sa thú, sa thú lành.